Này, gióng tay lên mà nghe nhá. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 25, 5 x 4 bằng... Sao? 25. 5 x 3 bằng 15 chứ. Đại ca giỏi ra. Ngã rồi kìa. Sao? Thôi cậu lại giẫm dép rớ để tớ ngã. Tớ có giẫm đâu, tại cậu bị chặn chứ nhờ, đúng không? Vẫn còn mới, ăn luôn. Bon Bon TV. Ai cho mày đi trước chị? Em quên. Lỗi. Ra đằng sau, nhanh lên. Thôi đừng lẩm bẩm nữa, đau đầu lắm. Gì đấy? Sao cứ đọc hoài thế? Cậu không nhớ à? Hôm qua cậu ra bảo vệ học thuật bản nhân 5 năm mới kiểm tra đấy. Cậu không nhớ à? Không. Hôm qua cậu bắt tôi đến nhà thằng Dũng này. Canh cổng nó. Đúng. Sao nó hỏi đến mấy giờ? Đúng. 11 giờ đêm nó mới đi ngủ. Mà lúc tôi buồn ngủ quá, tôi về tôi ngủ, tôi có học được cái gì đâu. À, em buồn thế. Bây giờ thấy con giáo là tôi sợ đãi cỡ đâu quần thế này. Đâu? Đâu? Thôi yên tâm đi, tớ thuộc rồi, lát nữa tớ lên bảng cho. Hơn. Đọc cái nào? Này, đọc tay lên mà nghe nhá. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 25, 5 x 4 bằng... Được. Sao? 25. 5 x 3 bằng 15 chứ. Đi ngủ. Không sao đâu, đi. Cứ nhìn thấy nó là tớ lại cứ thấy gây sự chứ. Ai bảo nó học giỏi hơn con? Đúng. Ai cho nó học giỏi hơn tớ đúng không? Đúng. Đúng. Lúc nó chưa chuyển đến lớp này tớ là học giỏi nhất. Đúng rồi. Bây giờ nó chuyển đến tự nhiên tớ xuống thứ hai. Thứ hai rồi dưới lên đúng không? Hai. Muốn làm bò đâu? Bây giờ mình phải chơi cho nó một trận để cho nó biết ai là đại ca. Nhưng mà nó chơi có gì? Được chưa? Đi. Đầu tiên là ba chân, sau đó là dập dép, được chưa? Thank you.
À không, không có gì. Bà đi kia đi. Không sao nhỉ, suýt ngã thôi mà. Đại ca giỏi quá. Ngã được. Sao? Thôi cậu lại giảm chấp rớ để tớ ngã. Sao có giảm đâu, tại cậu đi chậm chứ nhỉ, đúng không? Đúng rồi, cậu đi chậm chứ. Tại cậu đi chậm thôi, cũng đang đi thế này mà. Tại cậu đi chậm chứ. Hai cậu thật là quá đáng đấy. Thôi được rồi, lần này tớ bỏ qua. Còn lần sau là biết mặt tớ đấy. Không bỏ qua à? Không bỏ qua thì làm gì? Nghe có vẻ khí phách thế đấy. Nghe to, lớn giọng thật. Này, hả? Chắc là cậu ấy chưa biết được cái luật khi học sinh mới chuyển về lớp 2A mình đâu. Thôi, cậu nói cho cậu ấy biết đi. Giọng tai lên mà nghe này. Một, gặp đại ca và chào hỏi tử tế. Đây. Hai, không được đi học trước đại ca. Ba, không được học trước đại ca, biết chưa? Đúng. Chuẩn. Em thuộc luôn, tao thuộc bản nhân đấy. Nghe rõ chưa? Hai cậu nói thật là vô lý mà. Tớ chuyển về đây để tớ học tập, chứ không phải để làm theo những điều luật vớ vẩn của các cậu. Các cậu hiểu không? Thôi, tớ không nói chuyện với các cậu nữa đâu. Tớ vào lớp đây. Quá chưa? Quái quá. Thôi được rồi, cứ để cậu ấy đi. Nghe có vẻ chắc đấy. Đi, mình vào lớp. Ôi, bất nóng quá. Nóng tí mà đi, không thấy đường đâu. Bấm ngã. Thôi ngồi đây, ngồi đây bim bim. Ngồi đây. Tức quá. Bớt nóng. Tớ mua bim cho cậu ăn đây này. Mới chuyển đến đây mà. Được. Ăn đi. Nhanh lên, sao đỏ nó ra bây giờ. Ăn đi. Đến đâu? Ăn đi, cứ nhìn cho. Mình đi sớm thế. Này. Mất luôn rồi. Ô. Nó mà bắt được nó cho đi lao động đấy. Kệ nó. Làm rồi. Từ từ thôi. Ngon hết. Ngon rồi. Ngon á. Quá. Công nhận ăn cái này á, thoải mái hẳn. Bên nóng. À, nóng. Là... nóng nhiều à? Có mang nước không à? Như là có hả? Có coi hả? Thôi. Ừ. Thôi rồi, không mau rồi. Ồ, thôi tí nữa. Tí nữa chào tường ra lấy cho tớ chai nước. Sau đó nó bắt tường sao? Sao đỏ à? Nó là sao đỏ thật đấy, nhưng mà nó đi học muộn lắm. Tớ để ý rồi, gần đi học, gần đến giờ vào lớp nó mới đi. Yên tâm đi à. Cậu phải bảo kê tớ. À, thoải mái đi. Cái mà ăn nữa không? Tớ mua cho. Mua cái gói màu đỏ ấy, nó cay cay, ngon. Nhưng mà trời nóng lắm màu đỏ. Nhưng mà nhớ mua mang nước nhá. Cái gói bim bim kìa. Tôi làm rơi rồi. Nó đi qua nó mà nhìn thấy thì chết. Để tôi ra lấy nhá. Ôi giờ này có bim bim cái gì nữa mà lấy. Sao quả đây. Cái thằng sao đỏ này á, nó cũng ham ăn giống như bọn mình nhé. Ham ăn đây là mập như con heo. Thôi, đi vào lớp đi. Mặt gói bình bình. Xin chào.
các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.